sau mỗi tiệc là công ty mình nó như một cái bãi rác và mọi người xem là mỗi ngày đổ rác rất là nhiều. Sáng lúc mình mới tới xe gác ở đây nhiều không? Đầy nhóc à. Nói chung là nhiều lắm. Trước mặt tiền công ty lúc nào mọi người thấy không, cái bãi rác như một cái bãi chiến trường mà nhiều người mọi người không hiểu là rằng là rác là đến từ đâu. Dạ, đến từ hoa tươi đó, hoa tươi tất cả mọi thứ là đem đi dục hết, cho nên bởi vậy cái vấn đề mà đổ rác là một trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Bên mình có những cái mối, những cái nguồn đổ rác đó lớn, nhiều khách khách hàng đi ngang qua nó ôi trời ơi, công ty đâu mà như cái bãi rác vậy. Thật sự thì đó, bên mình đã từng đã làm những clip mình phân tích là tại sao là mình chọn trong trung tâm thành phố để làm công ty rồi. Thì cái việc mà rác hoa như thế này thì mọi người nhìn vô tích cực là công ty này họ sẽ bán rất là đắt hàng và thường xuyên như vậy, chứ không phải là hỏi sáng và lo đổ liền. Thực ra là 4 giờ sáng là người ta đổ rồi, nhưng mà do hôm nay là đổ quá nhiều nên là cái bạn này bạn đổ bị trễ lại. Trời ơi, nhìn cái nhà nó ngổn ngang như một bãi rác. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã quan tâm đến công ty tổ chức sự kiện Team Xanh Anh Tứ. Đằng sau hậu trường mình sẽ quay tất cả những góc dơ nhất, xấu nhất cho mọi người xem. Bye bye.